Ladies and gentlemen, sau đây là 10 bí mật lần đầu tiên được tiết lộ về cuộc sống trong mơ của dân làm truyền hình. Thứ nhất, giang sơn dễ đổi, lịch quay khó rời. Đó cũng là lý do vẫn phải tiến hành ghi hình đúng lịch kể cả khi mưa to nắng gắt, vì chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng khiến cho chi phí sản xuất bị đội lên nhiều lần và ảnh hưởng tới hàng trăm con người. Để có 60 phút phát sóng, ekip cần ít nhất 6 tiếng ghi hình miệt mài. Việc đầu tiên sau khi đóng máy là copy file, đảm bảo công sức của cả ekip không bị đổ sông đổ bể. Mất file là mất tất. Những vị trí không thể thiếu trong một ekip truyền hình: đạo diễn, quay phim, nhà sản xuất và biên tập viên hoặc MC. Các tiết mục trình diễn được ghi hình tối thiểu 2 lần để đảm bảo hình ảnh đẹp nhất khi hậu kỳ. Có nhiều camera cùng ghi hình một lúc nên MC rất dễ mắc một lỗi cơ bản: nhìn sai camera hoặc không biết nhìn vào đâu. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, máy móc là ưu tiên số 1 hơn cả con người. Cơm đoàn, cụm từ thân thương và ấm lòng đối với bất cứ ai làm truyền hình. Ekip được trang bị bộ đàm để nghe chỉ đạo từ xa, kết hợp linh hoạt trong ekip, mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng, tránh làm sang việc của người khác. Các biên tập viên rất dễ bị đau cổ vai gáy vì thường xuyên ngồi hàng giờ trước máy dựng. Hẹn gặp lại! Ai cũng ít nhất một lần có những lầm tưởng như thế này về người nhà đài, có phải không? Số 1. Ở đài toàn con ông cháu cha. Sự thực thì đó chỉ là một phần rất nhỏ, năng lực, kinh nghiệm, sự phù hợp mới là yếu tố quyết định. Và Đức Bảo chính là minh chứng, không phải COCC làm việc tại VTV hơn một thập kỷ rồi. Số 2. Làm ở đài thì thu nhập rất là cao. Thực chất, lương của biên tập viên cũng được tính định mức như công chức nhà nước, gồm lương cứng và nhuận bút. So với mặt bằng chung thì thu nhập của nhân viên nhà đài ở mức chấp nhận được. Đặc biệt, làm ở đài thì chắc là nhàn lắm đây, chỉ cần mặc đẹp rồi chờ đến giờ là lên sóng. Sáng sớm hay đêm muộn, mưa to hay nắng gắt, cuối tuần và kể cả ngày lễ, nỗi lòng này chỉ ai làm truyền hình có lẽ mới thấu hiểu. Số 4. Tất cả chương trình lên sóng đều được quay từ trước. Chỉ một số ít chương trình thôi, còn lại VTV đã áp dụng phát sóng trực tiếp bản tin thời sự từ 1997 rồi. Cuối cùng, người làm ở đài đều là cán bộ nhân viên nhà nước. Thực ra ở đài còn có rất nhiều cộng tác viên, nhân viên hợp đồng nữa. Trên đây chính là 60 giây giải bày nỗi lòng thầm kín của Đức Bảo Vy.